Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay luật sư Thu Đoàn muốn tặng cho quý vị và các bạn một video có tên là Tôi Không Kiện. Lạ không quý vị và các bạn? Tôi Không Kiện đó là một cái nội dung mà luật sư có được trong quá trình hành nghề. Câu chuyện là như thế này các bạn ạ. Nguyên đơn là một người cha. Ông ủy quyền cho một cái người con để mà đi khởi kiện. Thì nhà có, bây giờ cứ cho là nhà có hai người con đi. Thì ông mới ủy quyền cho người con thứ hai đi kiện người con đầu. Thì trong cái quá trình mà đi khởi kiện đó, thì đám giỗ, đám quải, ngày tươi, ngày Tết vẫn phải gặp nhau. Thì người con đầu giận lắm. Người con đầu bảo rằng chứ thế tại sao ba lại đi kiện? Ông bảo rằng là tao đâu có đi kiện mày đâu. Vậy thì chúng ta sẽ xem trường hợp này như thế nào các bạn. Tại vì các bạn biết rồi, nếu trong trường hợp chúng ta đi kiện thì chúng ta phải có ủy quyền. Ông này thì ông là người cha nên anh không có trực tiếp đến tòa, cho nên ông ủy quyền. Cho nên xem xét lại cái ý chí của người khởi kiện quan trọng lắm ha các bạn ha. Cho nên tôi nhớ có một lần có một vụ kiện nó cũng hơi lạ. Là nguyên đơn đi khởi kiện các bạn ạ. Ví dụ như bây giờ nguyên đơn đi khởi kiện năm 2000. Thế là tới thời điểm xét xử luôn là năm 2008. Thì nguyên đơn chết, nhưng cái người đại diện ủy quyền á, người ta không có nói. Và cho nên tiếp tục xử luôn, xử cái vụ kiện luôn. Và tới khi mà các bên kháng cáo thì một trong các bên mới gọi là sao ta, gọi là phát hiện ra và báo cáo với tòa cấp phúc thẩm rằng là trời ơi, nguyên đơn chết rồi. Thì như vậy các bạn thấy không, nó sẽ làm cho mình mất đi thời gian, công sức và tiền bạc của cả tòa và cả đương sự nữa. Hôm nay thì luật sư Thu Đoàn muốn gửi cho quý vị và các bạn một cái video có cái điều luật, đó là điều 69, năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng dân sự của đương sự. Tôi sẽ đọc rất chậm và sau đó sẽ phân tích cho quý vị và các bạn nhé. Năng lực pháp luật tố tụng dân sự là khả năng có cái quyền và nghĩa vụ trong tố tụng dân sự do pháp luật quy định. Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực pháp luật tố tụng dân sự như nhau trong việc yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đơn giản đi, tôi cho ông A, ông vay tiền mà ông không trả thôi. Cho nên tôi quyết định tôi khởi kiện ông A. Tuy nhiên là năng lực pháp luật tố tụng dân sự là khả năng có cái quyền cũng như có cái nghĩa vụ. Ngược lại, tôi cũng trong cái vụ việc này, tôi vay của ông A số tiền là 100 triệu. Tuy nhiên tới hạn, tôi nói với ông A rằng thôi cho tôi trả 5 năm nữa tôi trả anh 100 triệu. Ông A bảo không, không có được. Cho nên ông A kiện tôi. Các bạn ha. Năng lực hành vi tố tụng dân sự là khả năng tự mình thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng dân sự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia tố tụng dân sự. Trong cái vụ án cha con tôi vừa mới giới thiệu cho quý vị và các bạn đó, ông cha ông khởi kiện mà không biết có phải đúng ý chí của ông hay không. Khi ông khởi kiện thì ông để cho người con ruột của mình kiện người con, kiện người số 2, kiện người số 1, người em, kiện người anh. Đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khả năng trong nhận thức làm chủ hành vi, năng lực hành vi tố tụng dân sự của họ được xác định theo quyết định của tòa án. Ở đây có những cái trường hợp quý vị và các bạn ạ, khi mà đi kiện như vậy thì cái người kiện đó, cái người kiện hoặc người bị kiện đó, họ bị hạn chế, có thể là họ bị câm, có thể họ bị tai biến,
không có nhận thức được hoặc là hạn chế không có nói được, cho nên phải chờ cái phán quyết. Mà trong trường hợp này gọi người ta phải gọi là giám định năng lực hành vi dân sự của một cái cá nhân đó. Tại vì tôi cho rằng là cái anh này anh chưa có, không có hoàn thiện về mặt pháp luật, cho nên anh không có cái quyền đi kiện. Chỉ khi nào có phán quyết của tòa rằng anh này không có bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì anh mới có quyền đi kiện thôi. Hôm nay nói hàng lâm quá, quý vị và các bạn cũng hơi khó, nhưng buộc lòng tôi phải dẫn những cái quy định của pháp luật cho quý vị và các bạn ha. Đương sự là người đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi thì việc thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng dân sự của đương sự và việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người này tại tòa do người đại diện hợp pháp. Thì tôi nói cho quý vị và các bạn đó, ở những người họ bị thiệt hại nhưng do họ chưa đủ cái tuổi do pháp luật quy định thì họ phải có người đại diện. Giống như cách đây khoảng vài năm thì người bố giết người con, giết vợ và không có còn ai thân thích hết, cho nên cái người con mà 10 tuổi này trên nguyên tắc là đại diện của mẹ mình. Và các bạn biết rồi, đại diện của mẹ mình thì làm sao em đó có thể tự mình nói được, cho nên em nó mới sử dụng cái người đại diện của em nó trong họ hàng cử ra để bảo vệ cái quyền lợi của người bị hại là mẹ nó. Đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì việc thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng dân sự của họ, việc bảo vệ lợi ích của họ được xác định theo quyết định của tòa. Giống như nãy tôi có nói đó, nếu trong trường hợp người này bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự, bị khó khăn trong cái việc nhận thức thì chỉ chờ cái phán quyết của tòa mới có thể đi kiện được các bạn ha, đơn giản thôi. Thông qua cái video này nói nhiều quá các bạn quên hết đi, các bạn chỉ nhớ cho tôi rằng nếu các bạn đi kiện mà các bạn thấy rằng tòa ơi, ba tôi nay gần cả 100 tuổi rồi mà ba tôi mà đi kiện gì, ba tôi nói còn không ra hơi nữa là sao ba tôi đi kiện. Tòa ơi, hình như ở trong này có vấn đề gì không minh bạch, tòa xác nhận lại, tòa đến kiểm tra lại coi cái ba tôi này có hạn chế năng lực hành vi dân sự hay không. Còn ví dụ chúng ta bị ai đó kiện, một người mà gọi là dân gian họ bảo rằng là tâm thần đó, tâm thần nhẹ đó, mà bị kiện, ủa tôi bị kiện gì kỳ vậy ta? À tòa ơi, bây giờ xác định lại cái người này có cần minh mẫn sáng suốt không? Có bị hạn chế năng lực hành vi dân sự không? Có bị hạn chế năng lực hành vi tố tụng không? Mà để mà đi kiện tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi hy vọng rằng với những cái kiến thức nhỏ nhoi này có thể tặng đến quý vị và các bạn. Tôi không ngại những cái phản biện từ phía quý chuyên gia, quý bạn đọc để cho chương trình phát triển tốt hơn. Những cái phản biện nó phải mang một tính chất góp ý xây dựng các bạn ha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành. Và tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu.